Ryan xin chào cả nhà. Hôm nay Ryan giới thiệu đến cả nhà cái món đường bơ giòn. Thì tiếng Anh nó có tên là crumble salted caramel. Ryan hướng dẫn các bạn làm món này để các bạn tự áp dụng vào cho những cái món decor trang trí cho những cái món tráng miệng của các bạn, thêm đẹp mắt và thêm hương vị các bạn ha. Món này ăn không chán, các bạn có thể ăn không cũng được nữa. Thì đầu tiên các bạn cần 600 g đường cát trắng. Sau đó các bạn cho lên nồi và cho lên bếp để lửa vừa. Mình cứ để lửa vừa vừa vậy các bạn ha, tự động đường nó sẽ chảy ra. Mình không cần lấy muỗng đảo cũng được. Ở đây Ryan muốn đảo sơ cho các bạn coi thôi, chứ mình để tự động là nó chảy ra. Sau đó các bạn thấy nó chảy ra rồi, các bạn bắt đầu khuấy đều ha. Mình cứ khuấy đều nhẹ nhẹ. Nó còn, các bạn thấy không, nó còn lợn cợn, nó chưa tan hết đường đâu. Mình cứ khuấy cho nó tan. Sau đó khi mà tan hết, các bạn cho 60 g bơ lạc vô các bạn ha. Lúc này các bạn có thể tắt bếp và các bạn cho vào. Các bạn thấy nó sôi lên không? Cẩn thận tôi phỏng thôi các bạn ha. Và các bạn cho khoảng 2 g muối, sau đó đảo đều. Mình cứ khuấy đều cho bơ tan các bạn ha. Lúc này bếp đã tắt rồi. Sau đó các bạn chuẩn bị một cái mâm với bọc giấy bạc. Các bạn đổ cái hỗn hợp này lên trên cái khay đó. Mình nhớ dàn đều càng mỏng càng tốt các bạn ha. Dày cũng không sao, rồi tí nữa mình còn xay nữa mà. Các bạn thấy không? Cái màu của nó rất là màu nâu cánh gián, rất là tươi. Các bạn nhớ dàn đều ra ha. Mình gõ 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 cho nó bớt bong bóng. Sau đó các bạn cho 100 g đậu phộng mà rang rồi mà mình đập dập lên cũng được. Hoặc là các bạn mua rang sẵn cũng được các bạn ha. Người ta đập nhỏ ra cho các bạn rồi. Các bạn rắc đều lên bề mặt. Sau đó các bạn cho khoảng 200 g hạt nhân. 100 g thôi cũng được. Các bạn cho rắc đều lên trên mặt của cái khay đó đó. Khay caramel đó. Rắc đều ha các bạn ha. Sau đó mình dùng muỗng mình ấn xuống. Và các bạn có thể dùng một cái tờ giấy bạc khác. Các bạn để lên trên bề mặt á, và các bạn lấy muỗng các bạn ấn ấn xuống cho đậu phộng và hạnh nhân cho nó chìm xuống dưới. Để tí nó đông cứng lại thì nó sẽ nằm trong cái caramel này. Rồi mình tận dụng hết nguyên liệu ha, mình không có bỏ thừa cái nào hết. Có một số còn lại nó còn không dính thì không sao, tại tí nữa mình cũng cho vào xay chung các bạn ha. Các bạn thấy không, mình rắc đều lên trên bề mặt. Lúc này khay vẫn đang nóng, các bạn cẩn thận. Mình có thể dùng một cái chén để mình ấn ấn xuống cũng được. Ấn xuống cho nó chìm xuống dưới, kết lại với nhau. Hôm nay Ryan cũng bị phỏng cái ngón tay và bởi vì làm cái món này. Món này rất là phổ biến các bạn ha, dùng cho được rất nhiều loại dessert. Đó, bây giờ cái hỗn hợp nó đã dính xuống dưới rồi. Thì lúc này khay vẫn đang nóng, các bạn nên cẩn thận làm về việc với caramel là phải cẩn thận, không thôi bị phỏng. Sau đó các bạn cho khay này vào tủ mát các bạn ha, cho vào tủ mát để cho nó đông lại và nó nguội. Khi mà nó nguội lại là caramel nó sẽ đông cứng lại các bạn. Khi đông cứng lại thì các bạn lấy ra, các bạn lột cái bỏ cái lớp giấy bạc đi. Lúc này nó sẽ là một tảng caramel các bạn ha. Thì lúc này mình lấy cái búa hoặc là lấy cái cán dao mình gõ cho nó bể nhỏ ra các bạn.
để mình cho vào cái cối xay á, mình xay cho nó không có bị hư lưỡi. Các bạn có thể lấy cái muỗng các bạn gõ cũng được, nó bởi vì nó rất là giòn. Nếu mà cái kiểu này các bạn để tráng thật mỏng thì ăn rất là ngon. Còn các bạn thấy không, cái đế này caramel rất là dày nên ăn toàn đường thôi, mình ăn không có cảm nhận được nhiều vị đâu. Nó mỏng, phải mỏng hơn cái này nữa, cái miếng rồi anh đang cầm là phải mỏng hơn nữa thì nó mới crunchy, nó mới giòn. Các bạn chuẩn bị máy xay ha, một cái cối xay tiêu để, vì cái lưỡi của nó khỏe. Các bạn cho cái caramel đập dập này vào trong một cái bịch, sau đó rồi anh dùng búa rồi anh gõ cho nó bể ra trước, bể nhỏ ra để cho nó giảm cái tác động lên cái lưỡi lưỡi máy xay. Các bạn đập khéo khéo nha, không thôi lủng bịch đó. Món này thì có vẻ là phù hợp hơn với các bạn bên bếp bánh, bếp ngọt. Ryan biết các bạn làm mà rất là nhiều, cái này Ryan chỉ có bổ sung thêm kiến thức cho một số bạn chưa biết. Đó, Ryan đập nó tương đối dập. Đổ nó ra một cái khay inox ha, để cho mình dễ lấy. Nó đã nhỏ rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cối xay tiêu. Mình xay. Các bạn thấy không, hạnh nhân và đậu phộng nó dính chặt vào trong cái caramel. Mỗi lần xay các bạn chia nhỏ định lượng ra ha. Như định lượng này, định lượng này Ryan chia làm 3 lần xay. Các bạn chỉ cần nhấp thôi. Mình nhấp 5 cái xong mình bấm xay khoảng từ 5 giây. Như vậy là chưa đạt các bạn ha. Như vậy là cái độ cứng nó cũng vẫn còn nhiều lắm, mình không nhai được đâu. Mình cần xay nó mịn hơn chút xíu nữa. Các bạn coi nè, thấy không? Cái hạt nó vẫn còn lớn. Cái đường nó cứng, nó ăn nó cũng ok nhưng mà nó khó ăn lắm. Cái này là ok nè các bạn. Các bạn thấy nó nhỏ ra không? Nó rất là nhỏ. Cái này ăn một muỗng là các bạn không bao giờ quên luôn. Ryan thí dụ cho cái món bánh flan, thì món bánh flan này nó có sẵn cái nước caramel rồi, Ryan chỉ tận dụng để làm ví dụ cho các bạn coi thôi. Ở đây Ryan xịt cái Carnation Milk lên, sau đó mình sẽ rắc cái đường đường bơ giòn chung quanh cái dĩa các bạn, để cho nó tạo cái độ tự nhiên cho cái món dessert của mình. Tiếp sau đó Ryan cho một ít cà phê đen lên. Bánh flan là phải đi với lại sữa và cà phê thì nó mới rất là Việt Nam.